Trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đoàn lãnh đạo và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố do Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ thành phố Đà Nẵng. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ mẹ Việt Nam anh hùng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, tự hào về truyền thống cách mạng anh dũng kiên trung của mảnh đất và con người Đà Nẵng. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo thành phố và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nguyện phát huy sức mạnh đồng thuận và sáng tạo, ra sức phấn đấu vượt mọi khó khăn thi đua xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.